Xin giới thiệu cho mọi người. Phát mới đăng về thì cũng có một số bạn gọi điện thoại nói là trên Facebook có một con virus đang làm một cái clip mà gây ảnh hưởng xôn xao tới cộng đồng mạng. Thì Phát xin đại diện một trong số những người đang sử dụng Facebook làm cái clip này, thân gửi tới con chó đéo Nguyễn Thị Trà Mu. Chị coi clip của em á, mà chị mới đi ăn về, mà chị muốn ói ngược ra để em. Không biết là em học vấn cỡ nào và học vấn ra sao, nhưng khi em phát ra một cái lời nói hoặc là một cái gì đó, em phải nên suy nghĩ kỹ. Tức là mình chưa tốt, đừng bao giờ mà nói người ta là xấu, ok? Em đừng bao giờ so sánh với đại ăn học, ok? Tức là có lẽ có những người người ta ăn học không tới nơi tới chỗ nhưng mà người ta vẫn thành công. Còn em, cho dù em đi ăn học cỡ nào chăng nữa thì nếu mà theo mà chị nghĩ đó, thì cái hạng người như cưng á, xé mấy cái bằng đó đi em, xong rồi về quỳ lại cha mẹ năn nỉ đi, coi như là bỏ tiền ra ăn học coi như nước đổ đầu dịch gì đó. Nếu con người của em ăn học như vậy á thì em đâu có lấy bụng xì áo dúi bị trùm lên đầu gì đâu em. Em đâu có lấy băng vệ sinh em dán trán em làm gì, đúng không? Thì em có hoàn hảo đâu mà em chơi chắc người ta. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề quần áo. Ok, chắc có lẽ là trong số đám bạn của em là chuyên gia mượn đồ mặc, cho nên là si bụng ta ra bụng mình. Ok, tức là người ta mà ăn mặc cho dù có đi mượn hoặc là không mượn, nhưng mà hãy nghĩ đi, thế giới thứ ba tức là không ai mà ăn mặc xinh đủ hoặc là có những cái hành động đi mượn đồ mặc như em nói đâu. Cái vấn đề của em là xưa rồi, giống như con Phan Kim Tiền đi, nó hơi nắc dạy cho nó mượn đồ mặc, đúng không? Thì thế giới thứ ba người ta cũng kỹ lưỡng về vấn đề ăn mặc lắm, cho nên là em cũng đừng có mà so sánh vậy. Còn vấn đề mà em nói là không có cha mẹ, tức là giờ mặt em là đã biết là em không có cha mẹ rồi. Tại vì nếu mà cha mẹ của em còn sống á thì không có ai mà chấp nhận đứa con gái của mình á mà đi làm những thái độ gì đâu. Ai đẻ con ra mong muốn con lớn lên lấy áo vú quần xì chùm lên đầu em? Đâu có ai đẻ con ra để lấy băng vệ sinh chùm lên đầu. Chắc có lẽ là em làm như vậy là để vì mục đích em tạo scandal cho nên quán cà phê em đông. Nhưng mà em cứ nghĩ đi, bây giờ em có làm một cái khách sạn lớn hoặc là những quán cà phê lớn cũng không ai vô để tiếp và uống với những người mà chuyên gia lấy đồ dơ mà để chùm lên đầu như em hết. Ok, con người của em là không, gọi là xã hội không chứa chấp. Còn vấn đề mà tiền bạc thì bây giờ á, em giàu có hoặc có gì đó, em có gì 1.000 tỷ 100 tỷ cũng kệ mẹ em, đúng không? Em đâu có cần phải nói là em có 200 triệu. Trời ơi, em cứ nghĩ đi, 200 triệu làm gì? Đâu đủ để bồi não cho em, để cho em có phù não lên đâu. Con người của em là suốt cuộc đời chỉ là não phẳng thôi, đúng không? Cho nên em cũng đừng bây giờ, khi mà em ra đường đó, ở trong xe đó, em nhớ đổi cái nón bảo hiểm mà trường cấp cho em đó, đem theo giỏ. Nếu em có đem phấn hoặc là băng vệ sinh để ra đường em dán á, thì em cũng nhớ đem theo bộ não đi ra ngoài đường nha. Tại vì ngoài đường có nhiều thành phần bất ổn xem giống như em lắm. Đừng bây giờ suy nghĩ mà mình là số 1 như vậy, ok? Còn vấn đề tiếp theo là vấn đề quán cà phê. Theo một số bạn thì nghe nói là em cũng ở cà phê cách đây cũng không lâu. Thì bữa giờ anh cũng bận, bây giờ chị cũng bận chứ anh, trời anh ra chị. Chị cũng bận cho nên chị không gửi lời chúc mừng đến em. Chúc mừng cho em mở quán cà phê ra đó. Rồi vài ngày nữa cũng giống như là cái vụ mà nói trọi ở quận 12 đó, thấy không em? Chúc em lượm được gạch đá nhiều chút xíu. Tại vì nói chung là chị cũng đang bên nước ngoài chứ không bên Việt Nam. Ví dụ mà chị đang bên Việt Nam thì chị cũng lợi, chị ủng hộ quán cưng á, vài bịch phân ha, cũng vài lố băng đó cho em có dán hàng ngày để bán cà phê ra cho khách nha em. Đẹp tới đâu hả? Đẹp tới đâu? Đẹp tới đâu mà chưa trách người ta em? Dòm lại cái bản mặt lộn của em đi. Đừng có đẻ con ra mà kiểu như vậy, ok? Gia đình em á, em là gọi là gia môn bất hạnh, hiểu không? Xã hội không ai chứa chấp cái loại lồn của mày hết, Nguyễn Thị Trà My. Ok, nhà mày giàu hả? Mày thích bình dân hả? Xin lỗi nha em, nhà ở đây nghèo lắm, đi trên thảm không à, ít có khi nào mà đi dưới đất. Ok, bye em.
tiếp clip bài